Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố sáng nay tổ chức thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết về lĩnh vực kinh tế, ngân sách do Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo các sở ngành thành phố tham dự. Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc ban hành nghị quyết sửa đổi nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đại biểu thống nhất sửa đổi nội dung. Đối với nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết sẽ ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế. Phần còn lại ưu tiên thực hiện các công trình dự án đầu tư phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các nhiệm vụ đầu tư quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương. Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến đối với tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tổng kết thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về chủ trương thực hiện đề án khai thác quỹ đất thành phố giai đoạn 2017-2021.